Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn ở đây là những hộp lọc nguồn được bên mình thiết kế và lên thành cái bộ lọc nguồn như thế này để phục vụ tới toàn thể quý vị và các bạn yêu thích các cái sản phẩm về audio. Thì cái bộ lọc nguồn này của nó, về tác dụng của nó là lọc sạch cái phần nguồn điện đầu vào. Thì khi cái nguồn điện được cấp vào đây, là nguồn điện 220 hoặc nguồn điện 110. Đó. Thì mình sẽ có 6 hoặc là 8 ổ cắm như thế này. Đấy. Là có 3 ổ cắm là 6 này, 4 này là 8 này. Để cho các bạn có thể là cắm ra các dàn âm thanh hoặc các cái thiết bị điện ở trong gia đình của mình. Đấy. Công suất của nó là 30A tương đương với khoảng 6.000W. Thì như các bạn đã biết rằng là cái sản phẩm mà lọc nguồn Delta của bên mình đã được phân phối đến các bạn rất là nhiều. Trong quá trình sử dụng, các bạn rất là mong muốn có một cái hộp lọc nguồn đẹp. Đó, để về mình vừa sử dụng về chất lượng và đồng thời ấy, nó cũng là cái câu chuyện về thẩm mỹ và cái sự tiện dụng, đúng không? Thì chính vì thế là bên E-Way 301 bên mình đã thiết kế và ra những cái bộ lọc nguồn như thế này. Đó, thì tổng thể của cái dòng này của nó là toàn bộ hộp đây của nó là hộp gỗ nha các bạn. Đó, xung quanh hộp gỗ, đó, phía trên mặt này của nó là lớp mica rất là dày. Đó, mica màu đen rất là dày như này, dày 5 ly như này. Đó. Gồm có ở đây là gồm có 8 ổ cắm. Đấy, theo tiêu chuẩn quốc tế các bạn nhé, theo tiêu chuẩn quốc tế thì ở đây nó sẽ có là đầu cắm dẹt và cái phần này là cái phần mà cắm ba chân đấy. Đây, ví dụ như là một cái giác nguồn như thế này, các bạn sẽ thường thấy là tất cả những giác nguồn audio nó sẽ có ba chân, hai chân thông dụng và một chân này là chân tiếp mát các bạn nhé. Đó, thì đấy là nó sẽ vào cái lọc nguồn của mình như này khi mà cắm vào như này. Đó. Thì đặc điểm của những cái dòng cắm mà cái chân dẹp như này nó sẽ cho cái chất lượng cắm rút rất là chắc chắn, không có bao giờ bị trường hợp mà mô ve hay ù xoẹt gì cả, đấy, rất là chắc chắn các bạn nhé. Đó. Rút ra thì mình rút theo chiều thẳng đứng lên là ok. Đấy. Ở đây nó có công tắc đấy, bật tắt. Đó, bật tắt rất là ok này. Đó, đây cái thằng này là giác nguồn vào cũng là giác ba chân. Ba chân thì cái này mình sẽ cắm những cái giác nguồn như thế này, là cái đầu cái, đây là đầu đực thì mình cắm vào. Đó. Là được, là ok. Đấy, các bạn nhé, đây là cách sử dụng của nó. Đó. Thì đối với cái dòng lọc nguồn Delta 30A, đấy, hộp bên trong hộp của nó là hộp Delta 30A. Mình sẽ mở ra hộp để cho các bạn cùng xem. Thì đầu tiên là tổng quan xung quanh này, các bạn thấy không? Đấy, rất là chắc chắn, hộp gỗ. Đó, phía dưới đây là một cái đường dây để tiếp địa, để nối tiếp đất nha các bạn. Đấy, cho dàn âm thanh các bạn chỉ nối vào đây là ok. Chân đế rất là chắc chắn và đẹp. Đó, bên trong của nó thì các bạn biết rằng là những cái ổ cắm này đều là những ổ cắm rất là xịn sò của bên mình. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái này ra để cho các bạn cùng xem nhé. Mở cái hộp của nó ra. Đấy. Trong này của nó sẽ có một cái cục lọc nguồn 30A. Thông thường các bạn sẽ thấy rằng là trên thị trường có rất là nhiều những cái lọc nguồn được thương mại bởi các cái hãng, ví dụ như là Weduca, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là hãng Well, hoặc là Cao Kinh. Thì ở trong cái sản phẩm lọc nguồn của bên đấy của họ là các cái phần ổ cắm họ cũng thiết kế phần ổ cắm này, nhưng mà có cái phần trái tim của nó chính là cái hộp lọc. Thì cái lọc đó là thường là những cái lọc của xuất xứ Trung Quốc các bạn nhé. Còn ở đây thì của bên mình là thiết kế trực tiếp từ cái lọc bãi Delta 30A như thế này. Đó. Đấy, đây là cái phần nội thất bên trong của nó này. Tất cả cái ổ cắm này đều là ổ cắm xịn nhá. Đó, ổ cắm xịn. Đấy, phần bên trong trông rất là gọn gàng, sạch sẽ. Đó, và chắc chắn. Bạn thấy không? Đấy. Rất là ok. Cái phần dây tiếp mát ở đây là bên mình đã làm sẵn rồi. Đây. Các bạn chỉ về việc nối đất đấy, thì là nó sẽ xả nhiễu và nó sẽ cho cái chất lượng của dòng điện khi mà đi qua cái ổ cắm này nó đạt được hiệu quả tốt nhất nha các bạn. Đó, thì cái dòng điện trong quá trình mà mình đưa dòng điện vào mà mình dùng thẳng ấy, nó sẽ có rất là nhiều những cái nhiễu do sóng cao tần hoặc do những cái tạp chất nhiễu ở trong cái nguồn điện, nó sẽ luôn luôn có nha các bạn. Nhiều khi mình dùng mình không để ý thôi, nhưng mà có khi mà đã qua cái phần lọc điện này rồi, nó sẽ giúp cho cái thiết bị của mình được bảo vệ tốt hơn. Đấy, tuổi thọ cao hơn. Đó, tuổi thọ cao hơn.
Và ở đây với 8 cái ổ cắm này thì các bạn có thể xài cho các dàn âm thanh hoặc là các cái thiết bị xung quanh rất là ok. Đấy, tải 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 của nó là 6.000W đó, thì một cái dàn âm thanh của mình là thoải mái rồi, đúng không các bạn? Đó. Thì với những cái bộ như này mình có hai cái phiên bản, một là 6 ổ cắm, hai là 8 ổ cắm. Đó, mức giá của cái dòng này mình cũng sẽ báo luôn cho các bạn. Thì đối với cái ổ cắm mà 6 ổ cắm kim lọc nguồn này mà có 6 ổ như này thì giá là 1.550.000. Đó. Còn cái loại 8 ổ cắm này là 1.650.000. Đó, thì đấy là cái phần giá đã bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Các bạn là bên mình sẽ ship code và các bạn đến kiểm tra hàng, nhận hàng ưng ý, thanh toán. Đó. Các sản phẩm này được bao sử dụng trong vòng 7 ngày các bạn nhé. Đấy. Có lỗi như nào đó thì bên mình sẽ đổi mới cho các bạn. Đấy. Thì đấy là đối với cái dòng lọc nguồn như thế này với thiết kế rất là đẹp, đúng không? Cái màu đen và cái màu cam như thế này. Đấy. Rất là tiện dụng và đặc biệt là quan trọng nhất là cái phần trái tim của nó các bạn. Quan trọng nhất là phần trái tim của nó ở đây chính là cái bộ lọc nguồn này. À, thì như các bạn đã biết là cái bộ lọc nguồn này thì mình vẫn bán với mức giá là 650 ngàn một bộ. À, 650 ngàn một bộ. Đây là mình đã lên một cái bộ với 8 cái ổ cắm, đấy, 8 hoặc là 6 ổ cắm như thế này. À, dây được làm rất là chỉn chu. À, đảm bảo yên tâm về cái việc mà không có gây cái đoạn mà va chạm hay là chạm mát hay gì cả các bạn nhé. Đó, chất lượng rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn yên tâm về là cứ sử dụng thôi, sử dụng bền mãi mãi luôn. Những cái này thì thực sự là sẽ gần như không bao giờ hỏng được. Đấy, rất là sướng. Thì ok, thì video này mình muốn giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm của bên mình mới lên. Đây là một cái bộ và phần thiết kế và hoàn thiện và phân phối đến các bạn mới nhất hiện tại của Eway Bình Tân. Đó. Bạn nào mà có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với bên em. Đó. À, bên em sẽ gửi hàng và được các bạn sẽ được kiểm tra hàng, thanh toán. Đó. Theo đúng như là những cái gì mà bên mình mô tả và cam kết các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hay vui lòng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp. Xin chào.